cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách cảm tạ Cha về ơn tha thứ của Ngài. Không một ngôn sứ nào được chào đón trên quê hương mình. Đôi khi nỗi sợ rằng đức tin của con sẽ khiến mọi người không đón nhận con, đặc biệt là những ai biết đến con. Chính nỗi sợ ấy đã ngăn cản con sống với đức tin của mình. Hôm nay con sẽ không để điều đó xảy ra. Khi điều tốt, sự thật hay công lý bị đe dọa, con sẽ là một ngôn sứ. Con xin dâng tất cả công việc trong ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nếu bạn tìm kiếm Chúa, bạn sẽ tìm thấy Ngài ở khắp mọi nơi. Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và mọi lúc. Xin cho con biết hướng suy nghĩ của mình đến Ngài, thân thưa với Ngài bằng cả tấm lòng và ước muốn được ở cùng Ngài. Con có thể tìm thấy Chúa nơi ánh mắt của người khác, trong những cử chỉ tử tế, trong nụ cười cởi mở, trong lời khen ngợi chân thành, trong vòng tay dang rộng, trong cái ôm trìu mến, trong những giọt nước mắt vui mừng, trong việc giúp đỡ những người đau khổ, trong những lời an ủi, sự khích lệ, trong lời khuyên thiện chí, trong lời cầu nguyện của ai đó. Nơi nhà thờ, trong khu xóm và trên đường phố, trong nhịp đập trái tim của mỗi người. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con lắng động tâm hồn mình, nhìn lại những gì đã trải qua. Ngày hôm nay của con như thế nào? Trái tim con đặt ở nơi đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh chị em của mình không? Con đã đạt bao nhiêu nhiệt huyết và những nhiệm vụ mà mình được giao phó? Lạy Chúa, xin cho con biết làm việc với cả tấm lòng, thay vì chỉ làm việc cho xong. Con viết ra một giải pháp để cải thiện hơn trong cách phục vụ anh chị em của mình. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà nguồn phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.